Để tăng cường các sản phẩm du lịch đến với khách du lịch và nhân dân thủ đô, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tổ chức trưng bày online với các chủ đề lễ ban quạt trong cung đình, Tết Đoan Ngọ xưa và nay, hương sắc thảo mộc Đoan Dương và chương trình Gió lành Đoan Dương. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tái hiện trưng bày giới thiệu về chiếc quạt mang tính chất cung đình, có kích thước 2,4m để bài thơ của vua Lê Hiến Tông viết trên quạt năm 1503, cùng một số quạt được phục dựng dựa trên các nguồn tư liệu lịch sử. Những chiếc buồng ngũ sắc cũng được phục hồi dựa theo hiện vật đang được lưu giữ tại Pháp, cùng với đó là không gian đầy màu sắc của một cửa hàng thuộc phố hàng muộn xưa và nhiều phong tục ngày Tết Đoan Ngọ như hái lá thuốc nam, gội đầu bằng nước lá thơm, đặc biệt có con trâu làm bằng ngải tương ứng năm Tân Sửu. Nội dung trưng bày được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đăng tải trên website hoangthanhthanglong.vn. Năm nay thì do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì thực hiện chỉ đạo của chính phủ như là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì Hoàng thành Thăng Long cũng đang tạm thời đóng cửa không phục vụ du khách. Tuy nhiên để thực hiện các cái chương trình thường niên hàng năm thì năm nay thì nhân dịp Tết Đoan Ngọ chúng tôi vẫn tổ chức cái chương trình Tết Đoan Ngọ xưa và nay với chủ đề là Gió lành Đoan Dương. Tuy nhiên là cái hình thức mà để du khách tiếp cận được thì chúng tôi đã thay đổi từ hình thức là du khách có thể đến Hoàng thành tham quan trực tiếp, thì bây giờ chúng tôi đã tổ chức chương trình trưng bày online và thông qua cái mạng internet cũng như là cái công nghệ số thì du khách có thể tiếp cận được tất cả những cái kết quả nghiên cứu của chúng tôi trong năm nay. Ngày mùng 5 tháng 5 thì là cái lúc mà thời tiết nóng nực nhất, do đó các thứ bệnh tật mà do các loài sâu bọ gây ra đấy thì cũng là phát triển nhiều nhất, cho nên dân chúng cần đến cái việc mà trị cái thứ bệnh tật mà nó phát triển rất mạnh vào dịp mùng 5 tháng 5 như thế. Do đó dân chúng chỉ cần cái việc giết sâu bọ, thế là chúng ta có cái phong tục ăn các thứ quả, các thứ rượu nếp để làm cho sâu bọ nó vướng phải những cái thứ đó, nó bị triệt tiêu đi và như thế đỡ khổ cho dân. Đây là một cái ví dụ điển hình trong các vận hành và tạo ý nghĩa cho Tết mùng 5 tháng 5 của văn hóa dân gian. Đoan Ngọ là một trong những ngày Tết truyền thống của Việt Nam và một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Tết Đoan Ngọ, dân gian thường gọi là Tết giết sâu bọ, đây được xem là Tết kỳ lạ nhất của người Việt. Tết này, trong cung đình, dưới thời nhà Lê được tổ chức long trọng với nghi lễ cúng tế tổ tiên, lễ thường triều và ban yến, ban quạt cho các quan.